Tử vi tuổi ngọ 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi một năm trôi qua là mỗi một hành trình mới sẽ được bắt đầu. Cũng bởi có sự thay đổi của các chòm sao, vận số của mỗi người cũng sẽ trải qua những thăng trầm khác biệt. Mỗi một bước đi sẽ là một sự lựa chọn để cuộc đời có thể trở nên tốt đẹp được hay không. Thế nhưng hành trình này lại thường chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, đặc biệt đó là các chòm sao chiếu mệnh. Thái Tuế là một trong số những chòm sao có ảnh hưởng rất lớn đến số mệnh của con người. Chẳng vậy mà bất cứ tuổi nào gặp phải sau này đều có biến cố. Và trong nửa cuối năm 2021 sắp tới, xin được chia buồn với con giáp tuổi ngọ là một con giáp đen đuổi tận mạng. Hạn xung Thái Tuế 2020 vừa qua thì lại gặp hạn hại Thái Tuế 2021. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của người tuổi ngọ trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi thời điểm này, tuổi ngọ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi ngọ trong 6 tháng cuối năm 2021. Trong năm 2021, người tuổi ngọ vẫn chưa thể thoát khỏi vòng vây Thái Tuế. Dù sức ảnh hưởng của vị thần lưu niên này đã giảm bớt, song cục diện tương hại vẫn ức chế vận khí, khiến tuổi ngọ gặp khá nhiều bất lợi ở nhiều phương diện. Công việc khó khăn, áp lực tinh thần lớn hơn trước, bản mệnh liên tục vướng vào rắc rối liên quan đến giấy tờ, thủ tục do hung tinh tử phù tác động. Đồng thời thương quan còn mang điểm tiểu nhân đeo bám, thị phi bủa vây, quan tai khó tránh. Thường trường như chính trường, cạnh tranh khốc liệt, cơ hội việc làm vốn đã ít, nay lại khó khăn hơn. Cho nên để hóa giải vận hạn, người tuổi ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài Thái Tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh và từ đó mang lại may mắn, tài lộc, bình an cho bản mệnh. Điểm sáng trong vận trình nửa cuối năm Tân Sửu của tuổi ngọ chủ yếu nằm ở phương diện tài lộc. Khi có chính tài chủ về nguồn thu nhập chính, dù có tăng lên nhưng chưa tới mức đột phá. Thu nhập chỉ đủ giúp tinh thần vững vàng trước những khó khăn dồn dập. Những mệnh chủ tuổi ngọ làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương, người kinh doanh, buôn bán cũng đạt mức doanh thu mong đợi. Ngoài ra trong năm bản mệnh còn có tử vi đại cát tinh soi chiếu mang tới vận quý nhân vượng, được người quyền thế giúp sức, như thể tìm thấy cầu vồng sau cơn mưa. Miễn là người tuổi ngọ nỗ lực và kiên trì tới cùng, mưu sự cũng thành được đến 7-8 phần. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi ngọ trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Dù bản tính của người tuổi ngọ rất hăng hái, có quyết tâm cao và cũng khá tham vọng trong sự nghiệp, nhưng do ảnh hưởng của cục diện hại Thái Tuế mà tinh thần ấy ngày càng giảm sút, cảm xúc bất ổn khiến công việc của người tuổi ngọ gặp khá nhiều khó khăn trong nửa cuối năm 2021. Cục diện hung hại còn mang theo điểm báo tiểu nhân quấy phá, lại có thương quan tác động, gây chuyện thị phi, bản mệnh mất nhiều thời gian xử lý việc ngoài luồng, hiệu suất và uy tín giảm sút, con đường thăng tiến vì thế mà lắm trông gai. Bản mệnh đừng vì khó khăn mà nản lòng, sau mỗi cơn mưa lại có cầu vồng ngay. May mắn có thời điểm được nhiều cát tinh hội chiếu, nhất là tử vi đại cát tinh, tuổi ngọ nhanh chóng lấy lại tinh thần, không ngừng học hỏi và mở rộng kiến thức cũng như mối quan hệ xã giao, từ đó tìm được cơ hội mới. Bản mệnh hãy tận dụng nhanh chóng và triệt để,
thành công sẽ đạt được 7, 8 phần. Có điều, bản mệnh cần hết sức thận trọng khi ký tá giấy tờ, văn bản liên quan đến pháp luật hay lợi ích kinh tế, đề phòng bị lừa gạt, tiền mất, tật mang. Cho nên để có thể hóa giải vận mệnh, người tuổi ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, sần, ngọ, tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, giúp hóa giải thị phi, xua đuổi tiểu nhân, quấy phá và hung tinh trong năm, từ đó mang lại cát lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc. Đồng thời, pháp khí còn chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ bản mệnh phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Khó khăn khách quan cộng với cục diện hại thái tuế khiến lộ trình cầu tài của tuổi ngọ gặp không ít trở ngại, khiến áp lực kinh tế ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của các thần chính tài cũng như đại cát tinh tử vi, con đường kiếm tiền, làm giàu của người tuổi ngọ tuy có vất vả và căng thẳng, nhưng đổi lại sẽ được đền đáp tương xứng. Tuổi ngọ làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu, bản mệnh tự làm, tự ăn, không trông chờ vào vận may rủi. Cho nên trong thời điểm này, nguồn thu nhập chính của tuổi ngọ có xu hướng tăng, các nguồn thu phụ cũng có, nhưng không nhiều. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương bất chấp tác động khách quan của thị trường. Người kinh doanh, buôn bán, nhất là liên quan đến lĩnh vực thiết yếu như dược phẩm, thực phẩm, đi lại, thu về không ít lợi nhuận. Một số hạng mục liên quan đến bất động sản và đầu tư chứng khoán cũng sinh lời tốt. Quan trọng là phải chọn đúng thời điểm. Để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong khoảng thời gian này, Thầy Phong Thủy khuyên người tuổi ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ bản mệnh trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Năm Tân Sửu chịu tác động của hại thái tuế, chuyện tình cảm của tuổi ngọ cũng lắm phiền muộn. Gia đạo có điều bất ổn, khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình có sự xung đột khá mạnh. Chủ yếu do tuổi ngọ không kiểm soát được cảm xúc của người, khơi mào cho những trận tranh luận hay cãi vã. Nếu tự chủ được, gia đạo sẽ sớm được an yên. Các cặp đôi cũng nảy sinh bất hòa vì cái tôi quá lớn, thậm chí đang giai đoạn mặn nồng cũng sinh ra giận hờn, cãi vã. Bản mệnh coi chừng già néo, đứt dây, khó mà tiến tới hôn nhân, hạnh phúc. May mắn những người tuổi ngọ đang độc thân sẽ tận dụng được hàm trì, đào hoa tinh hỗ trợ. Trong thời gian này được rất nhiều người theo đuổi, nhưng đa phần là đào hoa kiếp mang tới điểm thị phi, ngày khổ nhọc về tinh thần, thậm chí trải qua chuyện đau buồn, vết thương lòng ngày càng sâu. Vậy nên để cải vận tình duyên thì những người tuổi ngọ hãy sử dụng vòng tay phong thủy, tam hợp quý nhân, sần, ngọ, tuất. Vòng sẽ giúp kích hoạt vận đào hoa của bản mệnh trong năm, từ đó có thể hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, gia đạo yên ấm. Người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Nửa cuối năm Tân Sửu cũng là lúc mà người tuổi ngọ phát sinh khá nhiều vấn đề về sức khỏe. Tần suất ốm đau tăng dần, thậm chí với những người cao tuổi sẽ bị đột quỵ, nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, dưới tác động của thái tuế 2021 và tử phù hung tinh, bản mệnh cần đi đứng cẩn thận, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, kẻo dễ bị va quẹt xe cộ, nhẹ thì chảy máu, nặng phải động chạm dao kéo hoặc gặp nạn sát thân. Ngoài ra, bản mệnh hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp bản mệnh tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ và bảo vệ bản mệnh. Khi mang theo bên mình pháp khí cũng như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ bản mệnh suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi ngọ trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi ngọ trong thời gian này qua phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên là tử vi Bính Ngọ sinh năm 1966. Trong năm Tân Sửu, các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 phạm phải cục diện tương hại thái tuế. Thiên can Tân Kim bị can Bính Hỏa khắc chế, tạo thành họa kiếp tài, điềm báo tài vận sụt giảm. Trong thời gian nửa cuối năm 2021, các bác tuổi Bính Ngọ sẽ có một vài cơ hội làm giàu, tăng thêm thu nhập, nhưng rồi lại đối mặt với họa phá tài vì bạn bè, anh em họ hàng. Thậm chí có lúc còn là vì chiều theo nhu cầu của bản thân mà chi tiêu tùy hứng, nên tiền trong tài khoản vơi đi là điều đương nhiên. Ngoài ra, các bác cũng rất dễ gặp họa thị phi trong thời điểm này, sức khỏe cũng có vấn đề,
chớ nên chủ quan. Thứ hai, tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, dù chịu tác động không nhỏ từ cục diện tương hại thái tuế, song mẫu thổ tương sinh Tân Kim tạo thành thực thần sinh tài, tốt cho việc kinh doanh, làm giàu các cô chú tuổi Mậu Ngọ. Hơn nữa trong năm, các cô chú còn được khá nhiều các tinh hộ chiếu và vẫn có cơ hội phát huy năng lực bản thân, cải thiện hiệu suất làm việc. Quan trọng là cô chú phải biết tận dụng lợi thế sẵn có. Có điều, công việc không mấy thuận lợi, cô chú tuổi Mậu Ngọ dễ nóng giận, bất ổn về tinh thần nên mắc sai lầm khiến mưu sự bất thuận, lại còn tổn hao đến sức khỏe. Thậm chí, tâm lý tiêu cực còn có thể khiến bệnh cũ của cô chú tái phát, đặc biệt là bệnh tiêu hóa. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Với anh chị tuổi Canh Ngọ, cục diện hại thái tuế sẽ khiến anh chị bất ổn về cảm xúc, thiếu thận trọng hoặc chủ quan lơ là, sẽ xảy ra tranh chấp với bạn làm ăn, mưu sự trắc trở. Thậm chí, đôi khi anh chị tuổi Canh Ngọ vì quá tham cái lợi trước mắt mà liều lĩnh dẫn tới phá tài. Sức khỏe vì thế cũng có nhiều điểm bất ổn, đặc biệt là cần đề phòng các bệnh về tiêu hóa. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu khung cát từng tháng của tuổi Ngọ trong vận trình 6 tháng cuối năm 2021. Tử vi tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch, mệnh chủ tuổi Ngọ vẫn cần phải quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, bản mệnh cần phải đi khám ngay, chứ chớ nên chần chừ, do dự, khiến bệnh trở nặng. Khi tham gia giao thông, bản mệnh cũng cần chú ý quan sát. Nếu phải đi một chặng đường dài thì tốt nhất là không nên cầm lái. Ngoài ra trong công việc, có thể bản mệnh sẽ gặp phải những vấn đề không được như mong muốn, nhưng hãy coi đó là cơ hội để thể hiện bản thân với người làm lãnh đạo. Tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, mệnh chủ tuổi Ngọ phải chịu một vài áp lực trong cuộc sống, tài chính có dấu hiệu đi xuống, trong khi đó những việc cần chi tiêu lại không ngừng tăng lên. Do đó bản mệnh cần tiết chế, tránh mua những món hàng không thực sự cần thiết. Ngoài ra, với mệnh chủ tuổi Ngọ đang làm đầu tư, cũng tránh đưa ra những quyết định vội vàng trong thời điểm này. Bởi vậy thì bản mệnh rất dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc. Trước khi có ý định rót vốn vào đâu đó, bản mệnh cần xác thực độ đáng tin cậy của thông tin, đồng thời nhìn nhận rõ thực lực của mình cũng như hoàn cảnh trước mắt. Tử vi tháng 9 âm lịch. Về tổng thể, vận trình của người tuổi Ngọ trong tháng 9 âm lịch khá ổn định, sự nghiệp có những bước tiến nhất định, nhưng cố gắng từ trước đến nay của bản mệnh đã được công nhận, thậm chí còn có người cơ hội được cân nhắc. Tinh thần làm việc hăng hái, tích cực cũng sẽ giúp bản mệnh đạt được nhiều kết quả bất ngờ trong khoảng thời gian này. Chính nhờ những dấu hiệu tích cực trong công việc nên tiền bạc cũng gia tăng. Mệnh chủ tuổi Ngọ làm công ăn lương có cơ hội được thưởng nóng, trong khi đó những mệnh chủ làm đầu tư, kinh doanh đưa ra được những quyết sách đúng đắn để mở rộng quy mô, xây dựng mối quan hệ với các đối tác. Tử vi tháng 10 âm lịch. Người tuổi Ngọ không đạt được nhiều thành công trong tháng này, song cũng không vướng phải nhiều rắc rối. Trên cơ bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nên trạng thái tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn trước đó rất nhiều. Bản mệnh cần lưu ý tập trung hơn trong công việc, chớ nên để thời trôi qua một cách đáng tiếc chỉ vì lơ là, không chú ý. Ngoài ra, tình hình kinh tế không được khả quan trong thời điểm này là bởi mức lương hoặc mức lợi nhuận không gia tăng, nhưng bản mệnh lại có nhiều vấn đề cần giảm chi phí. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch, mệnh chủ tuổi Ngọ không gặp được nhiều may mắn do phải chịu tác động của cục diện tương xung. Công việc nặng nề khiến bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực, thậm chí có ý định từ bỏ. Hãy cố gắng quyết tâm vượt qua giai đoạn này, rồi mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Tử vi tháng 12 âm lịch. Bước vào tháng cuối cùng của năm 2021, vận trình của mệnh chủ tuổi Ngọ vẫn không được thuận lợi. Bản mệnh cần chú ý đề phòng những kẻ đột nhiên tiếp cận, xa vẻ thân thiết với mình. Ngoài ra, về tính khí thất thường nóng nảy, bản mệnh cũng không thích hợp đầu tư vào thời điểm này, nhất là với những hạng mục lớn và quan trọng. Tốt nhất, bản mệnh hãy dành thêm thời gian để xem xét vấn đề, đồng thời tăng cường thêm vốn hiểu biết cho mình. Vừa rồi, quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của mệnh chủ tuổi Ngọ. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.